Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ trái phiếu doanh nghiệp đang là một trong những kênh đầu tư mà được rất nhiều các anh chị và các bạn quan tâm. Chính vì vậy mà tôi làm cái video này để cùng chia sẻ, để cùng thảo luận về những cái quan điểm, cái góc nhìn đối với trái phiếu doanh nghiệp. Tôi là một nhân viên về tài chính. Có lẽ thì tôi hiểu rất dễ về trái phiếu doanh nghiệp bởi vì hàng ngày tôi được tiếp xúc với trái phiếu doanh nghiệp, thậm chí tôi làm những cái sản phẩm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Nhưng với các nhà đầu tư cá nhân thì sao? Không phải ai cũng có thể tìm hiểu và hiểu dễ được cái trái phiếu doanh nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay có lẽ tôi đưa ra một cái góc nhìn từ một người mà chưa có hiểu biết về tài chính để hiểu về trái phiếu doanh nghiệp. Trước hết thì chúng ta sẽ đi từ cái nguồn gốc đi. Đi từ cái nguồn gốc mà tại sao lại có một cái sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp như thế này, đúng không ạ? Đó. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về nhu cầu, đúng không ạ? Nhu cầu. Bất kỳ một sản phẩm nào được sinh ra đều phải có nhu cầu của nó. Vậy thì với mỗi người thì đều có mong muốn đồng tiền của mình nó sinh lời, đúng không ạ? Ví dụ như bạn có 100 triệu thì rõ ràng là bạn gửi tiết kiệm ngân hàng thì bạn sẽ có lời, đúng không? Bạn sẽ có lời 3%, 5% hay 7%. Mong muốn là như thế. Đấy là nhu cầu của nhà đầu tư, của mỗi người khi có tiền, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà mình lại muốn nhiều tiền hơn, rồi gửi tiết kiệm ngân hàng được có 7%, tôi muốn là gửi tiết kiệm ngân hàng là được nhiều hơn cơ, nhưng mà ngân hàng thì họ cũng chỉ giới hạn ở cái mức ấy thôi. Thế thì tôi phải để tiền ở đâu thì tôi có được nhiều tiền hơn, đúng không? Thì có rất nhiều các kênh đầu tư khác, ví dụ như bất động sản mình dễ thấy, đúng không ạ? Hay là vàng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó lại không cố định. Những sản phẩm đó thì là nó lên xuống, đúng không ạ? Mà tôi lại muốn đi tiết kiệm cơ. Tiết kiệm thì mỗi tháng tôi chỉ biết rằng là tôi gửi vào đấy tôi được 7%. Thế thì thị trường nó mới sinh ra là có một cái sản phẩm nào đó lãi suất lại cao hơn 7%, 10% chẳng hạn, mà cũng có lãi suất cố định như thế, đúng không ạ? Đó, đấy là xuất phát từ nhu cầu của người có tiền, nhà đầu tư muốn sinh lời tiền và cao hơn tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên thì tôi lại phải chia sẻ thêm cái góc nhìn khác từ một cái tổ chức, cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Để mà các anh chị sẽ nhìn thấy tại sao chúng ta sẽ ra được cái sản phẩm như đó. Thế thì đối với các doanh nghiệp nhá, thì nhu cầu vốn, đúng không ạ? Luôn luôn có, luôn luôn có. Thì doanh nghiệp thì họ có thể đi vay ngân hàng, đúng không ạ? Họ vào ngân hàng họ đi vay thì họ có nguồn tiền để mà bù đắp cái dòng tiền cho mình để mà đầu tư đó. Thế thì ngoài cái việc là nếu mà bây giờ họ không muốn vay ngân hàng thì sao? Bây giờ họ muốn một cái nguồn tiền khác, hoặc là gì, họ không đáp ứng các điều kiện vay ngân hàng, hoặc là gì, họ không có tài sản đảm bảo để vay được ngân hàng. Thế thì họ làm như thế nào, đúng không ạ? Họ làm như thế nào để họ có tiền để họ bù đắp được vào các cái hoạt động kinh doanh của mình để họ tăng trưởng, đúng không ạ? Thế thì sẽ phát sinh ra được một cái sản phẩm mà họ đưa ra, tức là họ sẽ cũng là đi vay nhưng không phải vay ngân hàng mà họ đi vay những người có tiền khác, đúng không ạ? Thế thì lúc nãy tôi vừa chia sẻ là những người có tiền thì cũng muốn là muốn nhận được một khoản tiền mà cố định, tiền lãi hơn tiết kiệm ngân hàng. Thế thì những người có tiền đó họ sẽ đi cho vay, còn những doanh nghiệp thì họ thiếu tiền thì họ lại muốn đi vay đấy, và họ cũng trả lãi suất cố định như ngân hàng, đúng không ạ? Thế thì nó mới phát sinh ra là một cái sản phẩm, đó là sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp. Thì trái phiếu bản chất lúc này nó chính là một khoản vay của doanh nghiệp với các nhà đầu tư cá nhân hay là những người có tiền. Đó, các anh chị đã hiểu về trái phiếu doanh nghiệp rồi, đúng không ạ? Nó rất là đơn giản như vậy thôi, nó không có gì là phức tạp cả. Nhưng doanh nghiệp khi mà được phát hành trái phiếu thì nó cũng sẽ đảm bảo những cái quy định, quy chuẩn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đó, thì lúc đấy họ mới được phát hành, nó có quy định của nhà nước rõ ràng, có luật rõ ràng. Và nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì cũng phải đảm bảo những cái quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì mới được tham gia, chứ không phải là nhà đầu tư trái phiếu nào cũng được tham gia đâu nha.
không phải là cứ nhà đầu tư có tiền là cũng được tham gia đầu tư trái phiếu đâu ạ. Không phải, không phải đó. Thế thì cái video này anh chị đã hiểu rất là đơn giản, dựa trên nhu cầu của thị trường thì sẽ phát sinh ra cái sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp để người mà có tiền thì có sinh lời cao tiết kiệm ngân hàng, người thiếu tiền thì có nguồn vốn để mà thực hiện đầu tư kinh doanh, đúng không ạ? Rất là dễ. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, hiểu được một sản phẩm tài chính và cái vận hành của cái sản phẩm tài chính đó để mà chúng ta đầu tư được một cách an toàn, một cách vui vẻ, một cách hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nha.